Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Ashit được sản xuất tại Ấn Độ. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Actid cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Actid: Isin 1%, kháng sinh hoạt động bằng cách xâm nhập vào da và tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Nicotinamide 5% là một dạng vitamin B. Nicotinamide có tác dụng chống viêm, làm giảm sưng, đỏ và đau do mụn gây ra. Dạng bào chế: dạng kem mụn trứng cá là gì Bệnh trứng cá là tình trạng da xuất hiện các mụn có kích thước nhỏ khi các nang lông trên da bị tắc nghẽn do dính dầu và tế bào da chết. Biểu hiện của bệnh trứng cá cấp là các mụn đầu trắng, mụn đầu đen hoặc mụn nhọt và thường xuất hiện trên mặt, chán, ngực, vùng lưng trên và hai bên vai. Công dụng và chỉ định của axit giảm nhanh tình trạng mụn trứng cá, mụn viêm, hỗ trợ kiểm soát dầu, ngăn ngừa tình trạng mụn do bí bít lỗ chân lông cung cấp độ ẩm cần thiết giúp da không bị bong và khô. Nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, ngăn không cho mụn tái phát. Cách dùng và liều dùng của Axit. Rửa mặt, cấp ẩm nhẹ và toner, sau đó bôi rộng gel Axit ở những vùng mụn. Có thể kết hợp cùng các serum lành tính khác, nhưng nên tối giản routine để Axit hiệu quả nhất. Chống chỉ định của Axit. Chống chỉ định với những đối tượng mẫn cảm với thành phần của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Axit. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Axit, đồng thời biết cách sử dụng Axit sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham